Chúa cùng anh chị em và con cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo: Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa, uống nổi. Đức Giê-xu bảo: Chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết thủ lãnh của các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Bà anh chị em thân mến, chúng ta thấy rằng các vua chúa quan quyền ở Việt Nam xưa thì có rất nhiều người hầu hạ, người thì lái xe, người thì xách đồ đạc, người nấu cơm, làm bếp, giặt giũ. Và thế mà Chúa Giê-xu trong đoạn tin mừng hôm nay đã chủ trương ngược lại với những cách suy nghĩ, cách sống của đời thường. Với Chúa, ai làm lớn thì phải phục vụ, ai làm đầu phải là đầy tớ. Quan niệm về uy quyền của Chúa hoàn toàn khác với cách suy nghĩ của con người. Chúa đã hòa hợp uy quyền với phục vụ và hy sinh. Thông thường thì khi người ta có quyền và chức tước thì người ta được phục vụ và đòi được phục vụ xứng đáng. Nhưng Chúa Giê-xu đã đảo lộn quan niệm ấy. Nước Chúa là nước phục vụ. Với Chúa, người nào có quyền phải yêu thương và hy sinh phục vụ. Bởi vì không có tình yêu và hy sinh, uy quyền trở thành khắc nghiệt và ích kỷ. Ai muốn làm lớn phải phục vụ anh chị em, ai muốn làm đầu phải làm đầy tớ mọi người. Chúa Giê-xu cũng giải thích rõ ràng cách thức phục vụ, đó là sẵn sàng hy sinh hiến cả mạng sống mình vì anh chị em. Các môn đệ của Chúa phải uống chén đắng nếu muốn cùng Chúa thống trị trong nước của Chúa. Chén đắng ấy chính là thập giá. Và mỗi người chúng ta có một chén đắng, mỗi người chúng ta có một thập giá, và không chén đắng, không thập giá nào giống thập giá nào. Chén đắng thập giá có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là cha mẹ, có thể là con cái, anh chị em, bạn bè, hoặc là người dương nước lã. Và thập giá đó cũng có thể là chính mình. Chén đắng thập giá có thể là đời sống của một người Kitô hữu, với tất cả những chiến đấu, những hy sinh hàng ngày, những thất vọng, những thử thách. Nhưng mà với Chúa thì người môn đệ phải vác thập giá, và đó là chuyện nhỏ. Vì hàng ngày họ vẫn luôn sẵn sàng hy sinh đời sống của mình. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ vương quốc của Chúa, vương quốc nước trời bằng việc hy sinh đời sống riêng của mình để khiêm nhường phục vụ như Chúa Giê-xu đã phục vụ và chết đi cho phần rỗi của mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người phục vụ trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng phục vụ lẫn nhau.
chúng ta phục vụ tại cộng đoàn giáo xứ, chúng ta phục vụ tại thánh đường, mỗi người một tay, công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng. Mỗi người một tay, niềm vui và hạnh phúc sẽ tràn đầy. Xin Chúa cho chúng ta mỗi trong mùa chay này biết trở thành người đầy tớ của tình yêu, để chúng ta biết phục vụ mọi người đến với chúng ta. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn ân là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.